Mến chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em nghệ nhân cùng trải nghiệm với con này là con khứa bông cúc. Nhưng con này là con mồi nha mọi người, nên làm dữ lắm. Hay nó có tên gọi khác là con khứa hông đỏ. Đây là một con nha, mời mọi người cùng trải nghiệm. Cái khứa này rất đẹp nha mọi người. Con này là con mồi.